một pha chơi bóng, tình huống tranh chấp của Fagan, bóng đến đúng vị trí của Jermeling. Hai cầu thủ của Thanh Hóa là Minh Tùng và Văn Đại ở rất gần với Jermeling. Một trận đấu mà ở thời điểm cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn BKB Bình Dương còn có thể tham gia vào cuộc đua vô địch, nhưng họ đều đã không đạt được mục đích. Rất nguy hiểm và tỷ số đã được mở cho BKB Bình Dương. Cú đá có thể nói là rất xuất sắc của Hồ Tấn Tài. Bình Dương nhập cuộc chậm nhưng chắc chắn, cú đá quá xuất thần của Hồ Tấn Tài khiến cho thủ môn Siesma, một trong những mắt xích có thể nói là rất ổn định của anh Gia Lai ở một loạt những trận đấu gần đây, cũng phải bó tay. Cú đá cực tốt. Ai sẽ là người thực hiện cú sút này? Đó là Thanh Hải. Bàn thắng được ghi dành cho SHB Đà Nẵng. Một đều ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bùi Tiến Dũng đã bị đánh lừa trong phóng vừa rồi. Anh đã có một động tác bắt bài với cầu thủ đối phương và khi quay trở lại thì không kịp nữa rồi. Tỷ số được san bằng 1-1 rất bất ngờ. Và như tôi đã nói, những tướng cố định sẽ giải quyết được tình huống cho... Hãy cùng xem lại tướng này. Đúng là Bùi Tiến Dũng đã có động tác bắt bài với Thanh Hải, nhưng đó là một quyết định xử lý cực kỳ khôn ngoan của số 7 bên phía đội khách. Tỷ số được san bằng 1-1. Đó là bàn thua thứ 9 của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay và là bàn thua thứ 2 trên sân nhà. Hơi đáng tiếc. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hiếu Phúc. Đánh đầu dứt điểm 1-2. Cú đúp dành cho Jermeling. Cả hai bàn thắng đều do công của Jermeling ghi. Và bây giờ thì tỷ số đó là 2-2. Niềm vui một lần nữa được gieo vàng, được hò vang trên sân vận động Lạch Tray. Jermeling dứt điểm 1-2. Bàn thắng đã được ghi và Hải Phòng có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Một pha xử lý cực kỳ bất ngờ của Jermeling. Niềm hy vọng của các cổ động viên trên sân vận động Lạch Tray. Hải Phòng đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Một pha xử lý cực kỳ bất ngờ, nó loại bỏ hậu vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa. Người đã theo kèm Jermeling nhưng không thành công, đó là Minh Tùng. Một tình huống khống chế và xoay người dứt điểm cơ bản. Một pha xử lý đẳng cấp của Jermeling. Thêm một cơ hội nữa. Quang Hải. Quang Hải! Và đây là bàn thắng thứ 3 dành cho câu lạc bộ Hà Nội với pha lập công của Đỗ Hồng Dũng. 3-1. Rất đơn giản. Và có cảm giác là các cầu thủ phòng ngự của SHB Đà Nẵng không thể theo kèm với thể lực đã bị giảm sút quá nhiều. Nhìn vào cách ăn mừng của Đỗ Hồng Dũng sau khi lập công thì có thể thấy là gia đình nhỏ của cầu thủ này chắc chắn là cũng đã có tin vui. Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân anh và là một bàn thắng củng cố thêm cho thắng lợi của câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta sẽ xem cái cách mà các cầu thủ phòng ngự SHB Đà Nẵng đã làm gì khi để cho Quang Hải, Oma và Hùng Dũng nhảy múa ở hàng phòng ngự. Sau khi đợt tấn công kết thúc thì các cầu thủ SHB Đà Nẵng dường như là không có sức để mà chạy về để tạo ra được một số lượng người trong hệ thống phòng ngự tốt hơn.